Hello, chào các bạn. Để đến với kênh Regan Minh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi siêu nhanh nhẹn, chiến đấu các siêu anh hùng khác nha các bạn. Bây giờ chúng ta vô game thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với màn 1, chiến đấu với một tên yêu quái có cánh nha các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp chiêu cuối. Phải nhảy đi quá các bạn, chúng ta chiến thắng nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp Iron Man người sắt và chiến đấu với Iron Man thôi các bạn. Người sắt này khá là mạnh đấy các bạn ơi. Ok, chúng ta đã chiến thắng được người sắt. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp một Spider-Man. Hai Spider-Man đánh nhau các bạn. Spider-Man nào sẽ chiến thắng đây? Ok, Spider-Man mình đã chiến thắng Spider-Man kia rồi. Giờ chúng ta sẽ gặp một Doctor Stander. Doctor Stranger. Con này không bay không à? Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp Hulk. Và tiếp theo chúng ta sẽ gặp Bunsen. Ây da, tên này có súng bắn mình thù quá các bạn ạ. Ok, là chiến thắng được rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ gặp Hulk nha các bạn. Khổng lồ xanh Hulk, người sắt và Hulk.